Chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube bán đồ nghề Nhật của em. Mọi người mua hàng thì liên hệ số hội của em 0334 830 843 hoặc là kết bạn Zalo. Xem video em đăng thì chọn chế độ HD để xem cho nó rõ nét mấy cái hình ảnh, mấy cái sản phẩm nè. Chọn vô chế độ HD. Anh em cập nhật mấy món hàng thì em cập nhật ở cái phần mô tả của video. Mô tả thì em điền là cái món nào đã bán, hiện ghi đã bán, cái món nào chưa bán thì nó còn. Hôm nay là cái video 21, em có mấy món đồ giới thiệu đến anh em. Đầu tiên là cây cây bích, cái tua bích này của Japan, là mắt đi Japan của con hiệu là con mắt của Master, của Master. Đây nó có cái chốt khóa này nè, hy vọng vô thì anh em khóa lại đây. Nhận qua nó khóa lại. Cái đầu này là chưa gài vô, nó văng ra, gài vô nó chắc. Khóa nè, lóc mở đây. Nhẹ nhàng anh em để mở vặn nhanh mấy cái con ốc, ví dụ như nó có con ốc anh em nhấn vô nó sẽ mở ra, anh có thể chọn là mở ra nhận đi còn vô nè. Nè này là mở ra nè, đẩy lên nó là tiếp vô. Ở đây thì nó có cái bộ mũi của nó luôn. Đây, một cái mũi gắn trên cây là sẵn. Nó có tất cả là 2 cái mũi bích dẹt, 2 cái mũi ba ke, ba cái mũi dùng để xoay xoay gỗ, xoay thạch cao, xoay gỗ gì đó. Bỏ vô anh em nhấn vô nó xoay xoay lỗ. Đây mũi dẹt thì cũng có mũi lớn mũi nhỏ, ba ke thì mũi BH1 với BH2. Đây hai cỡ. Ok. Tổng cộng là 1 2 3 4 5 6 7 mũi nha anh em. 7 mũi trong bộ tua vít. Tua vít Japan. Cán bằng nhựa, cái này bằng inox, đây bằng thép này nè, thép vậy Japan sản xuất nè. Ok, khóa lại. Đây là kích thước nó khóa lại là nó 26 cm thôi, chưa tính mũi là 22. Khi mở ra là 30, chưa tính mũi. Tua bít vặn nhanh có mã là 2101, giá 300.000. Tiếp theo em về một cây cắt ống nước rất là đẹp luôn, size 36 này, size ống 36, cắt được ống 36 rồi này. Đây nè, ống 36 mm nè. Đặc biệt cái kéo này là nó sử dụng cái lưỡi này, lưỡi rất là đặc biệt, lưỡi này cắt rất là lợi hại luôn, cắt nhanh. Đây hầu như là gần như chưa sử dụng luôn, em mới test thử một lần của Mary Japan. Đây cắt như vậy. Em cắt thử một cái ống nước nè. Đây nó xuống rất là lợi hại đó, chỉ cần máu xuống vậy là nó đứt rồi, khỏi cần xiết luôn cũng được, xiết rất là nhẹ, không như cái lưỡi truyền thống kia. Cái lưỡi truyền thống lưỡi thẳng thì mình phải xiết nó vài vòng, xiết nó nửa vòng nó mới ăn xuống. Lưỡi này nó có cái bón nhọn này nè, nó ăn rất là dễ.
Rồi cặp ống nước Mary có mã là 2102 giá 400. Tiếp theo là một cây cưa cành của ARS ra ba sản xuất. Đây cưa cành cưa gấp hiệu K6 này nè, mới chưa sử dụng nè, cái lưỡi này chưa sử dụng, chưa có xài, nếu xài là nó bay cái chữ in này ngay. Gấp lại rất là gọn, kích thước là 13 cm, lưỡi là 10 cm, cưa cành bỏ túi nha anh em, cưa cày mini, cưa cành ARS có mã là 2103 giá 250. Tiếp theo em về một cây cắt gạch của Japan luôn nè. Đây cây này rất là chắc chắn, thân nó bằng nhôm, đây là nguyên khối nhôm nè, lưỡi cũng đặc biệt, nó lưỡi nó hai đầu, đây là cái lưỡi nó gắn trên đây là cái hộp kim để cắt nè, hộp kim bằng thép, kim loại á, kim loại gắn lưỡi vô. Cái lưỡi này chưa xài nè, lưỡi này là nó nằm trong cái thân nè, em mới mở ra để gắn lên, chưa sử dụng. Đây xiết nó lại cho nó vô dày, rồi xiết lại, xiết cái này lại nó cứng rồi cắt thôi. Cắt xong anh em cắt gạch xong một đường á, xong rồi cái dùng cái này nè bẻ gạch, nó thiết kế rất là tiện luôn, super. Cái hàng này của EC nha anh em, máy Japan. Đây kích thước nó 18 cm, cắt gạch có mã là 2104 giá 200.000. Tiếp theo em về một cái cục, cái dụng cụ để nói chung cái dụng cụ này là để chuyển cái đầu trượt vít, đầu trượt mũi vít nè. Cái mũi này mình có hơi hai nè, em gắn vô nó hơi cứng, có hơi hai. Mà cái mũi này là mũi mới của Vassel, là tặng kèm vô cái bộ này. Cái bộ này là công dụng của nó là anh em xài cái khoan điện mình á, cái khoan điện mình á, thường mình bắn vít, mình dùng mình bắn vít, nó sẽ không có cái chế độ mà trượt. Khi mà nó đủ cái lực á, để chỉnh lực khi mà anh em vặn vít á, nó không có tự trượt, nên anh em phải gắn cái cục này nè vô là anh em chỉnh được lực, nó vặn nè, nó trượt nè. Đó, nó như cái búa vậy, tới đủ lực nó sẽ trượt nè, tăng nặng lên nè, nặng lên thì nó sẽ rất là nặng. Đây nó nặng, anh em có thể chỉnh từ nặng tới nhẹ, nặng là lên tới đây luôn, nó sẽ mạnh, rất là mạnh. Đây nhẹ nhất nè, đây từ từ nó sẽ nặng nè, đó rất là nhẹ luôn nè, đó. Ok, cái bộ này chuyên dùng cho mấy cái khoan điện mà không có trượt nè, này của Japan hiệu Tsumura. Đầu chuyển có mã là 2105 giá 250 nè. Hôm nay em về được cái bình rất là đặc biệt, nó có hai ngăn, cái bình nước nè, bình giữ nhiệt, nó chuyên giữ nước, nó ký hiệu đây là nước nóng nè, đây là nước lạnh nè, của Japan sản xuất nè, Made in Japan, hiệu Ruria. Nó tổng dung tích là 1,5 lít, mỗi một ngăn hai bên là một ngăn, một ngăn một bên là 0.75 lít. Đây cái bình này là nó chưa sử dụng nha anh em, Ruria nè, nắp. Cái bình này còn mới chưa sử dụng nữa nè, nó còn trắng tinh trong đây. Đó, nó đặc biệt là một ngăn đây nè, rồi bên đây anh xem sử dụng là một ngăn nữa, hai bình riêng biệt. Đó,
hai bình y chang nhau nhưng mà riêng biệt nha anh em, nó hai ngăn chứa nè, đó này hầu như chưa sử dụng nè, nhìn thấy là không có vết ố, không có gì hết, mới toàn này là thép không gỉ Nhật. Đó, nó ký hiệu cho mình biết là mình có thể đựng được hai loại nước trong một bình, là mình đựng nước lạnh bên đây và nước nóng bên đây. Bình này có thể giữ đá rất là lâu luôn, giữ đá làm 2 ngày thì ok luôn á. Còn giữ nóng thì khoảng 8 tiếng nha anh em. Trong ngày. Nè, nó ghi là 0.75 x 2 nè. Hai ngăn này nè. Cái hình dáng đó nè. À, cái bình này hầu như chưa sử dụng nha anh em, nhưng mà nó đặc biệt nó vận chuyển về, do vận chuyển về nên nó bị cấn đây nè, nó mớp tí xíu. Đây nè. Đó, nó mớp tí xíu. Đó. Ngoài ra thì còn ok. Đây là kích thước nè. Kích thước nó là 34 cm chiều dài. Cái đường kính của cái nắp này là 11,5 cm, 11,5 nè. Nơi sản xuất Made in Japan. Cái bình giữ nhiệt 2 ngăn, bình giữ nhiệt nóng lạnh có mã là 2106, 600.000 nữa. Tiếp theo về được một cây cưa có hai cái lưỡi mới tinh chưa sử dụng. Đây là cưa gỗ nha anh em. Cưa này thì anh em làm đồ gỗ, làm mộc là rất là thích luôn. Bởi vì nó xài rất là tốt. Lưỡi nó nè là thép, nó tôi bằng, nó tôi đen luôn. Tôi rất là chất lượng luôn. Hai lưỡi mới chưa sử dụng, lưỡi là hai chiều dài lưỡi là 265 với một lưỡi 250 mm. Đây còn anh em nào chưa biết xài cái lưỡi này thì mình gắn như vậy nha anh em. Nè cái mặt lưỡi đút vô cái khe nè, nó có cái chốt đây nè, quạt xuống ngay chốt rồi giọng nó lên thôi là nó cứng, giọng lên sáng đây là cứng. Khi mở ra thì nên gặp mạnh lên. Nè, nó cũng có cái hình hướng dẫn mình gắn vô cưa nè. Rất là dễ. Bộ cưa gỗ, hai lưỡi, một cái cán, có mã là 2107, giá 300.000. Tiếp theo là một cây cưa tỉa cành. Cưa này cưa tỉa của Japan nè, Kubota, tên ban sản xuất, chưa sử dụng nè, nè, nó còn nguyên tem, còn cái nước gam màu xanh luôn nè, nước gam xanh luôn, xài rồi là nó bay, nó sẽ trắng lên. Đây kích thước nè, lưỡi 20 cm. Cưa tỉa cành có mã là 2108, giá 200.000. Tiếp theo là một cái ấm đun nước của Nhật, Made in Japan luôn em, 2,5 lít. Nó dùng tích là 2,5 lít. Đây, nó hơi chói, 2,5 lít nè. Đây 2,5 lít anh em. Của hãng là Yokawa. Đây Yokawa. Đây nó còn nguyên tem luôn anh em. Nè, không có bị mớp luôn. Rất là đẹp, nguyên tem. Bên trong nó còn cái giấy hướng dẫn luôn nè. Chưa sử dụng nè.
dây hướng dẫn của cái ấm ấm đun nước đây, nắp rất là kín rồi, đóng vô kính kính hơi luôn nè. Đây đặc biệt nó có cái còi nè, có cái còi ở cái miệng nè. Cái này là khi nước sôi nó sẽ hú lên, nó tạo cái tiếng kêu cho anh em biết nước sôi bùng lên đó. Ok, ấm đun nước đây, kích thước nè 20, cao tầm 15. Ok, ấm đun nước của Nhật có mã là 2109, giá 450 nè. Cuối cùng là em có một cái cây cưa lọng mỹ nghệ. Đây, cưa lọng mỹ nghệ cho anh em làm mỹ nghệ nha anh em. Làm đồ mỹ nghệ nhỏ nhỏ đó mình cưa. Đây nó có đi kèm cái bộ lưỡi luôn. Anh em làm sơn mài hay làm gì đó, làm đồ nói chung đồ chơi mini đồ nhỏ nhỏ là cần cái bộ cưa lọng này. Cưa hữu công bằng tay chứ không thể dùng máy, thì cần cái bộ này. Mã là 2110, giá 200.000. Ok, cái video em hôm nay đến đây là hết nha. Anh em coi rồi muốn theo dõi video tiếp theo thì bấm vô cái nút đăng ký giùm em. Rồi xin chào anh em và hẹn gặp lại.